Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Gà Vlog. Thưa quý vị và các bạn, là hôm nay thì Vinh Gà đã lại trộn giá thể để chuẩn bị cắt chanh chiết và để trồng. Và thì trong cái buổi ngày hôm nay thì Vinh Gà chia sẻ với quý vị và các bạn thêm cái vấn đề là gì mà rất nhiều các bạn mới chơi, những người mà chưa biết về cây hoa hồng thì chưa hiểu về cây hoa hồng chi râu hay là cây hoa hồng một thân hay cây hoa hồng thân gỗ nó là cái gì và nó được tạo ra từ đâu. Thì hôm nay Vinh Gà chia sẻ cho các bạn để các bạn biết được là người ta tạo ra cây hoa hồng thân gỗ bằng cách nào hoặc cây hoa hồng chi râu bằng cách nào. Đó, để cho các bạn dễ nắm bắt và các bạn dễ thực hiện nếu bạn muốn có cho mình những cây hoa hồng đẹp. Và ở chỗ Vinh Gà thì hôm qua có bạn là xem video, bạn nói là đợt này trời mưa cho nên là mát trời, thì nói thật với các bạn là ở chúng mình thì cũng có mưa được 2 cơn các bạn nhé, và trời cũng đang rất là nóng, mình vẫn đang trồng hồng trời nắng nóng như thế này. Cho nên là các bạn, nếu các bạn mà còn e ngại về vấn đề trồng hoa hồng thì cứ đến với Vinh Gà, cứ like kênh rồi đăng ký kênh thì ủng hộ cho Vinh Gà, và Vinh Gà sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn những cái cách chăm sóc hoa hồng đơn giản nhất, thực tế nhất, gần gũi với những người chơi hoa hồng nhất. Và đây các bạn có thể thấy là ở nhà mình vẫn đang phơi, bà mình vẫn đang phơi thuốc để thuốc nam đây, thì các bạn biết là trời còn nắng hay không nên các bạn yên tâm. Và bây giờ các bạn theo Vinh Gà đi cắt cành chiết hoa hồng trước các bạn đó nha. Ở đây thì Vinh Gà có một cái cành chiết như thế này các bạn nhé. Đó, thì các bạn là đó, thì các bạn trồng cành rất là khó lấy ra các bạn ạ. Cành này rất là khó lấy ra. Vinh Gà để nó đã, Vinh Gà cắt cái cành bên này đó, cắt luôn nó đi để cho nó nuôi cây, nó nuôi cây bên kia. Đây là cành, tiếp đây này các bạn này. Đó. Đây cũng là cái cành. Cây tại vườn, cành chiết tại vườn các bạn nhá. Các bạn đi theo Vinh Gà tiếp. Đây các bạn nhá, đây là nếu như các bạn mà thứ nhất cái mà chúng ta chơi, chúng ta làm đầu tiên là gì? Nếu muốn có những cái thân chi. Đấy, thân chi nguyên bản các bạn nhá, thân chi nguyên bản. Thế nào là nguyên bản và thế nào là ghép thì một lát nữa Vinh Gà nói cho các bạn nghe. Đây là thân chi nguyên bản hay là một thân hay thân gỗ cũng từ đây mà ra các bạn nhá. Đó, thì chúng ta nuôi từ những cái mầm gốc như thế này, xong chúng ta chiết ra thì nó ra như thế này. Vinh Gà sẽ cắt tiếp mấy cành nữa. Ở đây Vinh Gà có rất nhiều cái mầm gốc, nhưng mà Vinh Gà rất nhiều cái mầm gốc nhưng chỉ chiết 1-2 cái còn để lại cho cây các bạn. Đó, rất là nhiều mầm gốc các bạn nhé, và chiết lấy những cái cành đẹp đẹp này để làm thân chi. Cái cách mà câu hỏi lúc đầu tiên mà Vinh Gà đặt ra là gì, là người ta tạo ra cái cây hoa hồng chi râu thân gỗ hay là một thân bằng cách nào, thì cái đầu tiên mà Vinh Gà nói là gì, các bạn mua cái cành chiết về đúng không ạ, các bạn mua cành chiết bụi đúng không ạ, cành chiết bụi về xong các bạn trồng và nó lên cái mầm gốc, thì các bạn có thể cắt đi cái thân chính để làm thành cái cây một thân, sau đó các bạn tạo dáng đào tạo nó trở thành một cây chi râu thì nó sẽ trở thành một cây nguyên bản các bạn nhé. Đó cũng là một cây nguyên bản. Cách thứ hai là các bạn chiết cái mầm gốc nó ra thì để nó tạo thành một cái cây chi râu, sau đó các bạn đào tạo thành những cây chi râu. Thì bây giờ Vinh Gà nói đến cách thứ ba, và sau đó Vinh Gà sẽ dẫn chứng cho các bạn trên từng cái vấn đề để các bạn có thể nắm bắt được, và những người mới chơi, các bạn mà đã chơi từng chơi lâu rồi đã biết rồi thì các bạn sẽ không cần Vinh Gà phải giải thích vấn đề này. Nhưng những bạn mới chơi thì có rất nhiều bạn vẫn nhắn tin đến hỏi Vinh Gà là người ta làm thế nào ra cái cây hoa hồng thân gỗ và thân gỗ là thế nào, thân gỗ hay chi râu hay là một thân thì nó cũng vẫn giống nhau thôi các bạn nha. Chỉ có điều là gì, từ cây nguyên bản cành chiết hay là từ cành chiết bụi chúng ta tạo nó thành, hay là cây ghép. Thì cái cách thứ ba ở trong vấn đề hôm nay Vinh Gà nói là gì, cách thứ ba, cách thứ nhất là từ cành chiết bụi các bạn
sửa nó thành một thân. Cách thứ hai là các bạn chiết mầm gốc ra để làm thành một thân. Và cách thứ ba là ghép, chúng ta cắm cái phôi ghép hoặc nhân giống cái phôi ghép một thân, sau đó chúng ta ghép cành vào. Thì Vinh Gà cũng sẽ cầm máy, sau đó đây Vinh Gà sẽ cầm máy dẫn chứng cho các bạn từng cái cụ thể, từng cái vấn đề để các bạn có thể là nắm bắt được. Và cái số cành chiết này thì Vinh Gà làm để chuẩn bị chơi Tết. Nên có rất nhiều các anh chị hỏi là bán, có bán những cái cành chiết hay không, thì Vinh Gà xin lỗi với các bạn là các anh chị là Vinh Gà cũng phải để trồng để chơi Tết các bạn nhé, và chăm để có hoa chơi Tết. Thế còn nếu mà các bạn mua thì các bạn có thể liên hệ với các nhà vườn, còn Vinh Gà cũng chỉ là một người chơi hoa hồng bình thường. Và sau mỗi một cái vụ Tết đó thì nếu ai mua lại, chia lại những cây này thì Vinh Gà mới bán thôi, còn Vinh Gà không có bán thường tình như các nhà vườn khác các bạn nhé. Và đó là vừa là để góp thêm cái niềm vui cho những người đam mê ở xung quanh mình, và cũng là để mà tạo cái điều kiện cho bản thân mình có không gian và làm những cái điều mới, chăm sóc những cái cây hồng mới cùng các bạn phát triển lên. Và bây giờ Vinh Gà sẽ dẫn chứng cụ thể cho các bạn. Ở đây, ví dụ như cái cây này, đúng không ạ? Ví dụ như cây này của Vinh Gà là cái cây mà Vinh Gà chiết từ những cái cành chiết như thế này ra, xong Vinh Gà tạo nó thành một cái cây chi râu như thế này. Đó, đây là một cách đầu tiên. Và một thân như thế này, chi râu hay một thân hay thân gỗ đều là một cách gọi, tức là cách gọi của một loại cây. Ví dụ như một cái cây mình chơi một thân thì nó sẽ gọi là chi râu như thế này, và tạo một cái tán ở phía trên này, hình người ta gọi là hình mâm xôi hoặc là hình vòm, hình ô, đó là tạo ra cái cây hoa hồng chi râu từ vấn đề đó các bạn nhé. Cái cách thứ hai là các bạn mua cái cành chiết bụi. Đây các bạn có thể quan sát gần lại đây cho Vinh Gà sẽ chia sẻ với các bạn ở góc này các bạn nhé. Đây Vinh Gà sẽ cho các bạn thấy, đây là một cành chiết bụi, đúng không ạ? Khi nó ra một cái cành như thế này, Vinh Gà thấy nó đẹp và Vinh Gà đã nẹp cái thân nó lên, đúng không ạ? Nẹp cái thân nó lên từ đây, nẹp cái thân nó lên trở thành một cái cây chi một thân, và bây giờ nó đang hình thành các bạn nhé, đang lên mầm hình thành một cái cây một thân. Đó là cái cách, hai cái cách đầu tiên đó, và sau đó thì các bạn sẽ tạo ra được những cái cây chi râu như thế này. Đó, những cái cây như này, còn như thế này gọi là thân bụi, là bụi các bạn nhé. Như thế này là những cái cây bụi của Vinh Gà, có rất nhiều mầm gốc này. Nếu chiết ra là được thân chi này, các bạn thấy là rất là nhiều những cái mầm gốc như thế này, nhưng mà Vinh Gà không chiết. Vinh Gà để đây để tạo một cái cây bụi nó to lên các bạn nhé. Đó. Còn bây giờ thì Vinh Gà sẽ cho các bạn thấy là người ta cái cách mà nhà vườn người ta hay tạo ra để bán cho các bạn. Còn đây là cái cách mà người ta dùng cái thân ghép để tạo ra cây chi râu. Ví dụ như người ta dùng cái phôi ghép như thế này, một cái thân ghép như thế này các bạn nhé. Một cái thân như thế này lên đây, rồi người ta ghép cành ở đây. Đó, ghép cành ở đây. Ghép cành ở đây, các bạn nhìn thấy những cái mắt ghép này. Bạn quan sát rõ sẽ thấy cái mắt ghép ở đây. Đó, mắt ghép đây các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn này. Thì cái này nhược điểm của nó là gì? Nếu các bạn nuôi cây bị yếu thì nó sẽ chết và lệch tán như thế này. Đó, nó sẽ chết và lệch tán như thế này. Và nếu chết mất cành, bệnh tật chết mất cành thì chỉ còn cái thân này, nó là thân tầm xuân hoặc là thân phôi ghép thì nó sẽ không ổn các bạn nhé. Các bạn nhìn đây là mắt ghép đây các bạn này. Đó, mắt ghép đây. Đó, nếu nó chết cành như thế này, đúng không ạ? Nếu nó chết cành như thế này thì rất dễ là bạn sẽ hỏng mất cái cây. Thưa các bạn, là Vinh Gà vừa chia sẻ với các bạn là cái cách để mà người ta tạo ra cái cây chi râu, thì ở trong đó cái cách mà các bạn chiết cành như thế này là hợp lý nhất, đẹp nhất, và nó có cho các bạn những cái thân chi đẹp nhất các bạn nhé, thẳng đẹp to. Đó, các bạn nhìn là những cái thân chi khi chúng ta chiết ra nó đã như thế này, thì khi các bạn trồng thành một cái cây nó sẽ trở thành một cái cây nguyên bản. Thứ nhất là nó trở thành một cái cây nguyên bản đẹp, nếu lỡ nó có chiết cành thì không vấn đề gì. Cái cách thứ hai mà hy hữu hơn đó là gì? Các bạn mua cành chiết bụi về, đúng không ạ? Nó bé nhỏ thôi cũng được, nhưng mà khi các bạn trồng nó lên cái mầm gốc như này thì các bạn cắt bỏ cái thân chính đi, nó cũng vẫn thành được một cái. Cắt bỏ cái thân chính là cái cành chiết mà lúc chiết bụi mà lúc đầu tiên các bạn mua, dù nó nhỏ xíu đó, các cắt đi thì các bạn tạo nó thành một cái cây chi râu cũng được, nhưng thường những cây chi râu như thế nó sẽ thấp các bạn nhé. Thế còn cái cách cuối cùng mà Vinh Gà nói đến hôm nay là cái cách mà Vinh Gà vừa cho các bạn xem, đó là ghép cành. Thì cái nhược điểm nó hiện tại bây giờ nó là 60%, mà 60% nhà vườn bán làm cây để bán ra cho các bạn là 60% là cái dạng cành ghép như vậy. Và những bạn bán online, mua online thì đa phần là những cái cây ghép như vậy các bạn nhé. Thế thì cái đó nó được một cái là gì? Người ta có thể tạo ra số lượng nhiều, và cái đó là chủ yếu là nhà vườn làm.
người ta tạo ra số lượng nhiều và người ta bán cái giá nó hợp lý. Nhưng nhược điểm của nó là gì? Cái thân dưới là thân ghép. Nếu các bạn chăm sóc không tốt mà lỡ để chết cành phía trên thì các bạn sẽ hỏng mất cái cây truy đâu đó. Và hôm nay Vinh Gà muốn là để cho các bạn hiểu cái định nghĩa là gì giữa cái cây truy đâu thân gỗ và một thân nó là gì. Thì truy đâu thân gỗ một thân đều là một cách gọi cho một cái cây, cái dáng cây hoa hồng, tức là gì, để một cái thân một làm thân trụ ở giữa tạo cái tán ở trên, gọi là tán ô hay tán mâm xôi đấy, thì người ta gọi là cây truy đâu hoặc cây một thân một hay là thân gỗ. Và được tạo bằng ba cách như Vinh Gà đã nói: một là cành chiết, hai là cành chiết bụi cắt bỏ cành chính trở thành, và ba là ghép. Sau đó thì các bạn, những cái cành như Vinh Gà chiết này, sau các bạn chuẩn bị giá thể, các bạn trồng và chăm sóc nắn tán, thì Vinh Gà đã từng có video rồi. Nếu các bạn còn thắc mắc cái vấn đề gì về cái cách tạo ra cái cây truy đâu này từ cái cành chiết như thế nào thì các bạn có thể comment ở phía dưới video để Vinh Gà có thể chia sẻ với quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn có thể hiểu thêm. Và bây giờ Vinh Gà sẽ cho các bạn xem một cái cành chiết của Vinh Gà ở đây, xem là bộ rễ của Vinh Gà chiết nó như thế nào và như thế nào thì cắt được các bạn nhé. Tạo ra một cái cây hoa hồng truy đâu nó cũng không khó các bạn nhé, chỉ còn là các bạn có đam mê, có sở thích là các bạn có thể làm được. Đây cái bộ rễ của nó đây các bạn nhé, Vinh Gà đây các bạn có thể nhìn quan sát. Và các bạn để ý là cái rễ của nó già già như thế này thì được. Ở đây Vinh Gà chiết bằng cái sơ dừa cho nên cái lượng rễ nó không nhiều bằng chiết bằng lục bình đó các bạn nhá. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, rễ nó sẽ không khỏe bằng chiết đất hay là chiết bằng lục bình. Bởi vì chiết đất thì rễ nó sẽ to hơn này, và nó chắc chắn là khỏe hơn cả chiết bằng lục bình lẫn chiết bằng sơ dừa luôn các bạn nhá. Đấy là cái cách mà Vinh Gà chia sẻ với các bạn. Và nếu chiết bằng đất thì cái thời gian ra rễ nó sẽ lâu hơn, nhưng mà nó sẽ chắc chắn cái cây, cái cành hơn. Trước đây Vinh Gà cũng đã từng nói về vấn đề này rồi. Bây giờ Vinh Gà xin phép được tạm dừng cái video đây. Chúc quý vị và các bạn bắt đầu một mùa hoa mới, bắt đầu được những cái cành chiết mới thật đẹp và chăm sóc được thật đẹp. Và chắc chắn khi nói đến đây thì có bạn sẽ thắc mắc là hiện tại bây giờ các bạn làm cái vấn đề như Vinh Gà đang làm này, chiết cành này để trồng để chơi Tết còn kịp không? Các bạn còn kịp, còn được 1,5 tháng nữa để các bạn làm. Bây giờ các bạn chiết cành ngay đi, và đến lúc đó thì các bạn sẽ có Tết năm nay, các bạn sẽ có được những cây truy đâu đẹp và để chơi Tết nhỏ nhỏ xinh xinh cho chính bàn tay mình làm ra. Chúc các bạn thành công.